Tiếp, phụ nữ được giải phóng, chúng nói ý này cân nhắc một chút. Chi tiêu của 5 năm tới, 10 năm tới nằm ở phụ nữ và trẻ con, nó không nằm ở đàn ông. Mà 5 năm tới thành công đàn ông là kiếm tiền, nhưng mà thành công của phụ nữ đó là kiếm đàn ông có tiền để chi tiêu. Tới hơn thấy một lời đàn ông vậy. 5 năm tới là vậy. Tại vì cái quyền lực nằm ở phụ nữ, khi mà phụ nữ được giải phóng á, thì là cái chi tiêu nằm ở phụ nữ. Cái điểm đầu tiên là phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động xã hội. Thứ hai là ở các vị trí lao động cấp cao. Thứ ba là mọi ngành nghề bây giờ đều có phụ nữ. Pilot là có phi công, công an, chủ tịch quốc hội, nữ doanh nhân, diễn viên, tới mọi ngành tôi thấy đều có phụ nữ là gắn hết đấy. Và cái sức mạnh là mua tại trong nhà tôi biết một tháng á tôi chi tiêu khoảng gần 3-4 triệu là giỏi rồi, chủ yếu tiền cà phê là chính nè, rồi bữa nào ăn ngoài tôi chi không có xài gì hết, còn mọi chi tiêu trong nhà tôi là khoảng đó. Mà thấy mình quá trời bận rộn, một tháng đi liên tục chỗ này kia làm gì mà đâu có xài gì đâu, thì sáng giờ có cơ hội đâu xài tiền, chút xíu ra máy bay rồi về thì cũng về đâu có xài đâu. Từ đây tới lúc về tới Sài Gòn bữa nay nè không có xài đồng nào nữa, tại vô trong kia cũng có cái chỗ Việt Nam Airlines cho ăn rồi hết, có tốn đồng nào đâu. Bữa cuối cùng gì phụ nữ mới là quyết định, rồi muốn có con thì thằng con nó ứng chứ còn gì. Cái chi tiêu chính là đứa con tả bỉm sữa mọi thứ đều xung quanh đứa con, rồi xe đẩy rồi nôi rồi mọi thứ phải không. Ý chúng ta nhận thức rằng khi một xã hội phát triển lên như Việt Nam thì tiếp thị vô đối tượng là phụ nữ và phụ nữ hiện đại, phụ nữ 20% trong nhóm của 100% phụ nữ, là để các anh nhận thức được làm cái gì để nó tiếp cận một đúng đúng chỗ. Thấy cái diễn cảnh của đàn ông nữa ha, ông công nghệ cao cũng ngọn nói trời mình làm ra bao nhiêu thứ đó, tốt đẹp thôi kệ vợ con mình trong cái phật mình đó. Thì phụ nữ thấy có vui không, được giải phóng rồi vui vỗ tay đi chúc mừng các anh tốt không. Rồi khác biệt trong tiếp thị, đây tôi lấy cái khác biệt này để anh có thấy khác biệt không. Việt Nam Airlines và Vietjet Air, ông là cổ điển, ông là gì, đó là tranh tương phản dữ dội luôn, đó là cặp âm dương, đó là cổ điển, áo dài là cổ điển, nụ cười thì nhẹ nhàng phải không, thanh lịch dễ dàng duyên dáng, còn đây là nóng bỏng sexy hấp dẫn mới lạ. Vậy trong tiếp thị là gì, dựa vào đối thủ mà chọn phương pháp tiếp cận hết. Đối thủ mình là chìm mình nổi, đối thủ mình nóng bỏng thì mình phải dịu xuống, đối thủ mình nó dịu thì mình nóng bỏng vậy đó. Vì dựa vào đối tượng khách hàng mục tiêu để có phương pháp tiếp thị nó phù hợp, nhưng phải khác biệt so với đối thủ. Cứ làm ra nè, đối thủ làm vậy mình cũng làm vậy thì có gì mà thì sao mà phát triển mình và dẫn đến mình trở thành một doanh nghiệp vĩ đại được không? Để trong mọi cái việc mình làm, mình nhớ là phải khác biệt so với đối thủ chứ không phải khác biệt trong nhà cả. Với chính đối thủ mình, thằng nào đang dẫn đầu hoặc nào đang kế bên mình. Nếu chúng ta đang dẫn đầu thì phải có thằng đang đứng cái gì không? Thì cái thằng đó nó học được cái công thức khác biệt thì mong nó phải vượt qua mình. Khác biệt. Vietjet Air là hãng hàng không lớn nhất nước Việt Nam. Nói về cho bạn thêm thông tin, Việt Nam Airlines có mấy chục năm lịch sử gì? Tổng tài sản của công ty Vietjet Air nó còn cao hơn Việt Nam Airlines mình ít nhất khoảng là 3.000 tỷ đồng. Bán hết công ty Việt Nam Airlines là thấp hơn 3.000 tỷ so với Vietjet Air. Vậy thì tốc độ phải không? Tốc độ thắng cái gì? Thắng quy mô, sáng tạo thắng kinh nghiệm. Tôi nói hai từ khóa cho mình, sáng tạo mới thắng là ông kinh nghiệm. Ông kia có 20 năm kinh nghiệm, tôi chỉ được sáng tạo điều mới để tôi làm, tôi vượt qua cái kinh nghiệm đó. Còn đó cái quy mô công ty đó to như vậy á, doanh nghiệp đó thì các bạn lấy chỉ có lấy tốc độ thôi thì bạn mới đi nhanh được.
ông kia quy mô mà lấy tốc độ, còn đây sáng tạo để thắng cái ông của chủ. Như vậy việc chiếc xe mấy năm mà giờ 7 năm trời trở thành hãng hàng không, một trong những hãng hàng không tăng nhanh nóng trong châu Á và là một hãng không lớn nhất nước Việt Nam. Lớn nhất nước Việt Nam nha. Việt Nam là to và lớn, to nhất rồi. Bây giờ có 6 hãng hàng không. Hiện tại Việt Nam có 6 hãng. Chắc tới có ông Vinpearl Air ra đời nữa. Ở đây nó mặc bikini, không biết Vinpearl Air ra đời nó mặc cái gì ha. Lúc đó biết nó thích gì mặc cái gì ha. Coi khác vậy không? Rồi, đô thị quá nông thôn. Đó, cái quá trình này cũng suy nghĩ giùm tôi cái nè. Đồng ruộng không thì nó bò thả chăn. Như ngày mai cái đàn bò nó biết mất bở thành cái cao một lần. Cái khu dân cư nó được thành tạo. Và cái con đường nhựa nó được trải. Đây là thôn, toàn thôn. Tôi đi lang thang ở vùng núi và cái vùng nông thôn. Thế giờ đường nhựa nó hết rồi. Tự nhiên cái khu này mọc lên cái đô thị. Vậy nó hình thành thị trường. Nó hình thành sức mua, sức cầu. Tại sao vậy? Tại vì có lực lượng lao động ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng bắt đầu chuyển tiền về, tạo ra cái giá trị, rồi đầu nó tạo ra cái thị trường tiêu thụ, rồi tạo ra đô thị quan thông nhanh. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đô thị hóa nông thôn cao hàng đầu trên thế giới. Lúc trước là mình 8% là nông dân, sau đó mình giảm xuống 6%, còn bây giờ đó nó chuyển qua công nghiệp, chuyển qua làm dịch vụ. Thì bắt đầu cái tiến trình đó là đô thị quá nông thôn, người ta tạo ra cái loại nhu cầu mới ở nông thôn. Tức là kênh phân phối đó nó mở xuống tận vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở đâu có. Rồi bạn xuống vùng xa chứ có chiếc xe hơi đó không? Có đó nha. Vùng sâu, vùng xa nào cũng có, tí vậy. Hôm tôi đi một lần tôi nhà ngạc nhiên ở vùng Đồng Tháp á, xa giáp luôn với Campuchia luôn. Huyện Tam Nông là huyện nghèo nhất của Đồng Tháp. Cái xã đó là cái xã tốt trong trong á, thấp 10 á xã. Chỉ cần đi tới đường bộ xong cái bỏ đó đi đường xuồng đi vô 45 phút tới cái cầu mà nghỉ cái quán cà phê vô thấy mẹ nó đang ngồi máy tính vậy đó mà cái bà chị nó mua hàng online mua đầu Lazada hỏi sao mua được hay vậy nó có USB 3G của Viettel nè rồi nó ở cái vùng xa xôi giáp Campuchia mà đi đường xuồng cano vô mà tốt với Đồng Tháp mà nó mua hàng online qua Lazada vậy ông thị trường nó hình thành không thị trường là ở đâu nơi đâu có sóng wifi, nơi đâu có internet đó là thị trường. Bạn cứ nghĩ thị trường là cái chợ rồi ra ngoài chợ Kim Biên hay là chợ gì đây, hay chợ gì ngoài cái đây, rồi đây, ở đâu có internet, ở đâu có thị trường. Cái tư duy tôi thay đổi liền. Thấy thị trường nó vậy không? Đấy không? Ở đâu nó phủ được wifi tới thì nơi đó nó bắt sóng được thì tự nhiên nó tạo ra thị trường còn gì nữa. Ở đó có smartphone vô, đó có máy tính nó vô thì tự nhiên tạo mua bán. Nhưng khi lúc mà ta lên trên internet á thì câu hỏi đặt kế tiếp ra là doanh nghiệp mình có thông tin trên đó chưa? Sản phẩm mình có để sẵn sàng đó chưa? Như Google ta sợ mình có chưa? Rồi nó lên nó tìm nó hỏi cái trên đó mình không? Nếu mình có sẵn thì tự nhiên mình thành công. Còn tới lúc cái đó nó đô thị quá khắp nơi, là internet nó phủ khắp nơi rồi mà mình không có, tức là mình cứ bán hàng theo cái kênh truyền thống hoài á, cái gì mình lạc hậu à, không hay à, cái vậy đó. Nó dẫn đến cái hành vi mua hàng thay đổi, dẫn đến phương cách tiếp thị sẽ thay đổi. Rồi một điểm nữa, giá trị truyền thống nó bị mờ nhạt. Như vậy giá trị truyền thống mờ nhạt tức là bữa cơm gia đình, những cái vấn đề văn hóa, những vấn đề họp mặt tất cả nó bị mờ nhạt đi. Vậy thì doanh nghiệp dựa vào cái điểm này tạo ra sự khác biệt trong marketing thì bắt đầu họ dựng lại những câu chuyện này. Đó. Từ Coca, Pepsi cho đến vấn đề của những thương hiệu về công nghệ bắt đầu họ dựng lại những câu chuyện về truyền thống, về văn hóa mà theo cách là sung túc giàu có chứ không phải cái văn hóa sung túc nghèo. Bây giờ là bữa cơm gia đình nó có cái nhà khang trang, nó sung túc, nó có một nhiệm, thấy không? Cho nên trong bữa ăn thì nó có mặc vest chứ, hồi xưa làm gì có mặc vest. Cái áo dài bây giờ nó là lụa. Hồi xưa cái áo dài mình áo dài của gì đó, cái sản phẩm thô sơ. Cho nên ý là như vậy, doanh nghiệp nó tiếp thị bắt đầu nó hiểu được cái tầm quan trọng này, nó tạo được cái sự khác biệt thì nó giữ lại cái đó, nó tạo ra cái câu chuyện để người ta nhớ hoài niệm. Rồi nó tạo ra một cái sự khác biệt trong cái hình ảnh của sản phẩm.
Nhưng mà cái diễn viên thì bộ bối cảnh thì nó nâng cấp lên chứ, giàu có sang trọng hơn, nhưng mà có cái truyền thống như thế, nhớ vậy đó. Bây giờ ta đến chùa để làm gì? Đến chùa để du lịch chứ đâu phải đến chùa để tâm linh không? Nhớ chỗ này không? Đến chùa toàn là để du lịch không à? Cái chùa lớn nhất nó như là chùa gì? Làm chút, đến đó có ai là tâm linh không? Toàn đi du lịch ngắm cảnh không? Đó là marketing 4.0 là vậy. Kiếm tiền qua xin chùa không? Chấp nơi, đâu? Như vậy xã hội nó sẽ thay đổi cái chuyện mình nhìn thấy Việt Nam là được rồi. Rồi, thêm một cái ha, nhà chị. Một điểm nữa, phân hóa về truyền thông. Cái này nó dẫn tới chúng ta là làm mặt. Bây giờ truyền thông nó phân hóa kinh khiếp. Trước đây truyền thông nó nằm trong tay là VTV, HTV và các kênh truyền hình địa phương. Còn bây giờ xin thưa các bạn, mỗi người trong chúng ta là một kênh truyền thông. Mỗi người trong chúng ta là một kênh truyền thông. Tại vì nó ra đời Instagram, Zalo, Facebook, YouTube nó ra đời nè. Mọi thứ trên đời. Hồi xưa truyền thông mình là gì? Báo chí, hội họp, cơ quan thuế, truyền hình, rồi tài trợ, triển lãm đó. Bây giờ Internet nó phát triển thì nó dẫn đến toàn bộ những kênh này. Có mấy thằng đó, Zalo, Instagram, YouTube và Facebook nó dẫn dắt cuộc chơi thay đổi. Tôi chia sẻ bằng một tờ báo của nhà nước không bằng một cái kênh truyền thông của một cá nhân. Bà Tân nó biết lắm, bà Tân đâu? Bà Tân là bà nào rồi, thấy không? Đó. Trong vòng có nhiêu? Một tuần lễ bao nhiêu triệu đăng ký? 2 triệu subscribe. Bạn thấy đó, để mà tư duy trong tôi, não mình nó nở ra nè, trong này nè. Bà Tân là cái bà không ai biết trước đó, đột một ngày bà thành ngôi sao trên mạng. 2 triệu subscribe trong vòng một tuần. Rồi, tôi nói tiếp thị nè, 4.0 nè. Ca sĩ Sơn Tùng cũng dập chiều trong vòng 7-8 năm trời đi ca hát rồi, nhưng mà tên tuổi mình chưa được phổ biến trên diện rộng như trên Việt Nam cũng như trên thế giới. Làm một cái clip một qua bên Hollywood quay thôi. Mấy dục hình bây giờ thì cả 100 triệu lượt rồi, và luôn luôn đạt tất cả các kỷ lục trong Việt Nam và trên thế giới. Mấy cái kỷ lục, bởi vì nhờ công nghệ, nó nhờ YouTube, nó nhờ gì, ở Việt Nam có Zalo, ở nước ngoài là có Instagram và Facebook. Trước khi đưa cái clip nó ra, cái MV này ra hãy trao cho anh thì đã có biết bao nhiêu cái truyền thông nhá hàng trước. Bây giờ nó làm những cái review Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ, nó làm cái đầu óc lên mạng xã hội review bắt đầu càng hot. Và cái tên tuổi của Sơn Tùng bây giờ là hầu như giới nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới đều biết. Cái đó là quấn ra quốc tế đó. Một thị trường tiêu thụ là Sơn Tùng với trẻ trẻ nhỏ. Còn bây giờ Sơn Tùng tấn công ra thị trường âm nhạc của thế giới thì đó là cái cách tiếp thị 4.0. Còn đi theo cách quảng cáo TV, pano, truyền thống, hội thảo. Trời ơi, biết bây giờ Sơn Tùng nó bước ra Campuchia. Bây giờ nó qua tới Hollywood rồi. Qua nó qua luôn Nhật Bản, Hàn Quốc, qua luôn châu Âu và Mỹ luôn rồi. Nó quay ở Mỹ trên đường phố, bắt đầu nó chơi những game show nhảy, những bài nhảy. Giống như là flash mob, giống như Sơn Tùng vậy đó. Khiếp chứ. Mấy thằng ăn ké theo là có triệu view rồi. Mấy nhóm ở trường luôn nè, cái đường đi bộ đó. Mà cả chục nhóm, mỗi nhóm có hơn 1 triệu lượt view. Có nhóm cao tới 4 triệu lượt view. Họ có cái bài Sơn Tùng, nó đem lại cả một cái cộng đồng ăn theo. Đây là kinh tế 4.0, tôi nói anh chị. 4.0 là vậy. Tức là luôn luôn nắm theo cái trend, xu hướng và xu hướng. Bạn có cưỡng, bạn có thích Sơn Tùng hay không thích là chuyện cá nhân. Nhưng bạn không thể cưỡng lại 100 triệu người đang truy cập. 100 triệu lượt view của cái MV chính thức, còn ăn ké là không biết bao nhiêu triệu. Bạn sẽ nghĩ ra chuyện đó. Biết chưa? Mà tôi nói YouTube nó trả tiền lại nha. Cứ 1 triệu lượt view trả lại sẽ Sơn Tùng 10 triệu. 1 tỷ rồi 100 triệu lượt view là như thế. 10 tỷ. Ca sĩ mà biết 4.0 mà làm cho mình trong một tuần lễ cả thế giới biết đến mình, đó là ca sĩ nha. Vậy mình ngồi ở góc độ của một phòng marketing hay của một doanh nghiệp thì như thế nào? Đấy là một ca sĩ, nhưng ca sĩ là không biết gì về kinh doanh cả, chỉ biết hát hò thôi. Nhưng mà có cái nhận thức là mạng xã hội, Internet 4.0 nó thay đổi đến mức độ như vậy đó thôi.
cả Việt Nam phục nó, chứ không phải đừng có nói mà chửi bới nữa được. Bạn hỏi 100 triệu cái MV mà 100 triệu lượt xem. Một doanh nghiệp mà có 100 triệu lượt xem thì nó khủng khiếp lắm rồi. Vinamilk làm chưa nổi. Đừng nói tới cái chuyện mà hay vậy. Thì đó là cái thế giới của ngày mai. Phân hóa truyền thông là như vậy. Bèo bèo cỡ như thầy đây mà còn được 20.000 người cộng đồng. Tờ báo cấp ổ mấy game sẽ được 20.000 người coi. Có thầy là có 20.000 đó. Nếu mình không có làm cái gì đó trong xã hội này mà mình biết vận dụng thì không có chi tiền nữa nha, còn không động, còn 20.000 người xung quanh mình. Nếu mình có biết là bỏ tiền ra mình làm marketing thì mình có cả mấy chục ngàn rồi mấy vài trăm ngàn là chuyện bình thường, đúng không? Thế tôi nói thấy rằng cái truyền thông nó không nằm ở cái kênh VT, HT, chỗ đó thì mình được, mà mình biết làm được content, nội dung và phương tiện công cụ vân vân là có thật. Và trước đó cái bài gì, ngoài cái bài này ra nó còn cái bài mà cái làm sống ở Việt Nam đi theo cái trend, bài gì vậy? Độ ta độ nàng á, đúng không? Cái bài đó của Trung Quốc á, mà nó đến Việt Nam tất cả nó kéo tất cả ca sĩ phải theo. Đầu tiên là ca sĩ gì? Ca sĩ có bỏ miếng ghim rồi đó, ông có tên tuổi, hát bài này được 8 triệu view. Sau đó tới Trấn Thành nhảy vô, sau đó tới gì á, ca sĩ Khánh Phương nhảy vô. Hát dở như cái gì á, có quay qua quay lại có hai cái khung hình đây. Đứng cầm điện thoại nó nói vậy. Còn ông kia vô chùa, quá trang xong tới bộ râu xong tới làm kiếm hiệp, vậy á mà được 3 triệu view. Trời, cứ kéo được tất cả các anh ké ăn theo luôn, từ Bắc chí Nam luôn, rồi tới cái ông mà dịch vụ rửa xe rồi gì ở ngoài Hà Nội hả, cũng hát cái bài đó luôn, độ khung không độ vành. Mà tôi lên tôi thấy gần 2 triệu view. Cái bài hát độ khung không độ vành nó ăn theo cái bài độ ba không độ nàng mà nó có 2 triệu view. Bạn bỏ thử bao lâu, tôi hỏi phòng marketing bao lâu kiếm được 100.000 view. Lên trên YouTube xạo thử đây, độ khung không độ vành nể gì đó luôn đó. Hà Nội đây cái chế bài hát đúng vô cái lời mà nó theo nhịp độ khung không độ vành mà kịch bản nó làm hay lắm nha, hay lắm. Thì tự nhiên cái tiệm nó một ngày nổi tiếng thôi, 2 triệu được view thì cái tiệm nó chắc bây giờ đó, tôi nói là công an việc làm của mọi người chắc nó tăng gấp 3 lần công suất. Thế cái xã hội này nó không có, nó không xã hội ngày hôm qua là đi từng bước từng bước từng bước từng bước từng bước rồi có tiền rồi mới làm được. Xã hội hôm nay nó không có dự báo được, nó không có cái gì mà mình ước lượng được, mình đo được. Cái ông không có tên đủ 2 triệu view, còn cái ca sĩ mà hát bài này đầu tiên đó là được 8 triệu lượt view cái lúc mà tôi theo dõi, còn bây giờ lâu rồi không, đây không theo dõi, không biết nó tới đâu rồi. Đó là thực tế, tôi nói đi chỗ truyền thông rồi đó, đột biến bây giờ đột biến chứ nó mới gọi là cuộc cách mạng. Bạn nghe từ cách mạng không? Cách mạng là cái gì đó không có trước đó. Còn bắt đầu gọi là ví dụ đó là tiến bộ, cải tiến thì đương nhiên là cái cũ. Còn cái cách mạng tức là cái từng chưa từng có mới gọi là cách mạng. Cuộc khoa học cách mạng lần thứ tư mà. Bữa tôi có sợ thử cái nhân vật ảnh hưởng nhất trên toàn cầu á, nó ảnh hưởng cả như một tôn giáo vậy. Bạn biết ai không? Ai có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội trên toàn thế giới không? Bạn nào đó đúng thử vậy. Người có sức ảnh hưởng mạnh nhất trên toàn thế giới mà nó mạnh hơn nhiều đài truyền hình, nhiều hơn tận nhiều tờ báo luôn. Chúng ta chính xác CR7. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. CR7 á, CR7 á. Ba mạng xã hội cộng lại tổng cộng có 400 triệu lượt follow. Một con người mà có 400 triệu, dân số Việt Nam có 100 triệu không? 400 triệu, 400 triệu lượt. Trên toàn thế ảnh hưởng nó còn hơn Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng có 5 triệu, 11 triệu follow thôi. Đức Giáo Hoàng đương thời nè, có 11 triệu follow trên tất cả các mạng xã hội. Ronaldo có 400 triệu. Nó bóp lên cho ông bài cho doanh nghiệp lấy 850.000 đô la. Một cái bot tin nó lên lấy 850.000 đô la, tương đương với nhiêu tiền mình? 12 tỷ Việt Nam. Kinh khiếp. Shopee mới bước nó về Việt Nam làm đại diện. Ý tôi nói là cái xã hội nó tùy đạo. Cái bot tin nó lên có 850.000 đô la. Cái đó nó gọi là phân hóa truyền
thông. Nếu mà đánh giá 21 vui trong tương lai Việt Nam mình đã được tiến bộ, lãnh đạo cấp tỉnh bắt đầu lập ra cái trang mạng xã hội coi tôi người dân bầu chọn có bao nhiêu follow biết không? Biết được tấn mát Barack Obama là người có cái sức ảnh hưởng đứng thứ 5 trên thế giới trong mạng xã hội, thứ 4, thứ 5. Còn Taylor Swift là đứng thứ gì? 216 triệu kết quả. Barack Obama là nhiều, là cũng là 200 mấy dưới Taylor Swift, và cũng là đương kim tổng thống Mỹ là 111 triệu. Donald Trump là 111 triệu phút. Theo dõi kỹ lắm nha, mạng xã hội cũng rành lắm đó. Tất nhiên mình biết thì mình sử dụng nó chứ không biết dùng mặt cách tính. Tạo ra những cái câu chuyện cách tên nào cũng biết. Đó là về truyền thông đó các bạn đó, để hiểu trang của mình đi. Mình có những cái cách đi nhanh hơn, rẻ tiền hơn mà hiệu quả. Và cái yếu tố khác tôi muốn nói đó, chơi một mình chơi không có được. Thế giới giờ không có chơi một mình, hợp tác. Hợp tác các thương hiệu cùng tiến bộ từ thế giới đến Việt Nam nè. Versace cộng với H&M ra được bộ này. Blackberry kết hợp với Porsche ra được cái này. Nike cộng với Apple ra bộ này. Vậy thì Nike nó tổng lộ không? Apple nó tổng lộ không? Sao nó không đếm mình vậy? Điểm đó điểm quan trọng. Bởi vì nó ra một cái sản phẩm tối ưu hơn, nó tạo ra nhiều cái lựa chọn và nó mang cái tính giá trị gia tăng cho người tiêu dùng nhiều hơn. Hôm nay nó có cộng đồng của nó, thằng này cũng có cộng đồng nhưng giờ này mua rồi thì nó không mua sản phẩm. Giờ nó cần khách hàng của này nè, mua sản phẩm của này. Bây giờ khách hàng của này thì cũng mua sản phẩm của này. Vậy nó kết hợp bộ này lại thì nó bán cho được cả hai. Thí dụ đây được 50 triệu, đây được 50 triệu, nó kết hợp lại bán, nó phục vụ cho 100 triệu không? Vì thương nó gì? Vậy thì cái hợp tác thương hiệu nó mang tính gia tăng độ trung thành, mở rộng phạm vi khách hàng, tiết giảm chi phí, đó là những cái từ khóa rất quan trọng. Ở Việt Nam thì Coca kết hợp với Vinaphone, mà tới hai ngày không ăn nhập gì nhau tự nhiên mà nó ăn nhập được. Coca với Vinaphone nó dính gì nhau, bạn nghĩ trong đầu đi, thằng alo, thằng uống mà nó kết nối là được. Điểm đó là điểm đặc biệt. Ở dưới này thì Việt Nam Airlines với một team rất Việt Nam Airlines bị một chiếc xe quánh tơi tả quá rồi, thập diện may phục luôn. Tôi thiệt bạn là chỗ nào cũng bị quánh luôn. Phải hợp tác với Vingroup. Vingroup có cả một hệ thống sinh thái mà, đó nào là khách hàng đi resort nè, nào khách hàng đi book vô mua nhà nè, mua rau nè, làm thẻ nè, không mọi thứ đó, VinID đó. Tại sao hai này không share quyền lợi thì hai này kết hợp tạo ra một sự sinh thái mới, làm combo. Vậy là một combo không? Đi với máy bay cộng ở hai đi resort cho hai người ra cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rẻ mà cả hai thằng cùng bán. Nhưng nếu mà đi bán mình đi tiếp thị bỏ chi phí ra cao rồi người ta cũng đi resort, cứ qua resort khác. Nhưng mà hai ngày kết hợp lại đi, khách hàng của này làm cái này, của này cái này, của này làm cái này, mà hai ngày kết hợp ra một sản phẩm promotion tuyệt vời. Ý là cho nên tất cả người ta sống là phải lương thưởng. Anh nhớ cái bạn từ hôm nay cho đi bạn nhớ là con người mình đứng một mình thì sức mạnh bị giảm, tiết giảm, mà mình bị cạnh tranh đá ra vô cùng. Mà doanh nghiệp mình biết kết hợp thương hiệu là biết kết hợp rồi mỗi cái bộ phận trong biết kết hợp gì. Còn vô số các câu chuyện mà người ta kết hợp để thành công, người ta nói một vài cái điển hình cho thấy thế giới trong mấy ngày, trong Việt Nam mấy tại rồi bây giờ là Vietjet Air phản đòn, Việt Nam Airlines ra rồi thành tựu thành công thì cái này phản đòn. Vietjet kết hợp với ai vậy? Grab. Và nó kinh khủng không? Hàng quỷ nó liên quan gì thằng ở trên trời thằng dưới đất, nhưng mà ra được mới hay. Tôi tin bầu trời còn em dưới đất, và hai cái kết hợp nhau là khép kín, nó gọi là chuỗi logistics khép kín. Nhớ nhỉ, chuỗi logistics khép kín. Vài bữa nó kết hợp với tàu biển luôn là bạn thấy còn dễ sợ nữa. Đây là Grab ở trên bờ nha, nó kết hợp với một biển nữa, trên không, trên bờ và dưới đất. Vậy còn chỗ nào để sống thoát nữa, nghĩ đi. Còn chắc còn dưới đất, chui dưới đất.
đó là cái con đường đi để doanh nghiệp không ngừng động não, phải không? Cái đó đâu ra vậy? Từ tất cả chúng ta quan sát được sống á, đừng có nghĩ trong cái phòng của chủ tịch hay là phòng của anh CEO, mà từ mỗi người mình nhận thức, mình mới đưa cái đó vào trong hơi thở của công việc, rồi qua một cuộc họp, ý kiến, đóng góp, xây dựng, phát triển, thay đổi cách tiếp thị, thay đổi cách tiếp cận như thế. Tôi làm chuyên gia hay làm giảng dạy á các bạn, nhưng tôi luôn luôn thấy mình là học. Buổi tối học là đương nhiên rồi đó. Chứ năm nào tôi không dành thời gian đi học. Tháng 10 này cũng khăn gói lên đường đi học nè. Vừa đi trải nghiệm vừa đi học. Mà không năm nào không đi học á, tại vì mình không đi học mình không biết cái gì nó diễn ra của thế giới phát triển của phương Tây các nước, để mình gom cái đó về nó thành cái tài liệu của mình trong đầu mình có, để mình đưa cái giá trị gia tăng của mình nó nâng lên chứ gì đó. Mình bổ sung vô giống như mình bổ dưỡng cơ thể mình bổ dưỡng cái trí, thì đó là cái về mình nhìn thấy được cái sự vận động của cái thế giới ở bên ngoài. Hôm nay là kiến thức mình nghe thôi, nhưng mình về mình phải làm việc nội bộ lại nhau. Ừ vậy đi, bài của thầy Quang hôm nay chia sẻ sáng tới chiều áp dụng gì được cho chúng ta, cho mình và cho phòng mình, cho cái đơn vị của mình, cái mình tư duy vậy đó. Chứ mình nghe xong cái 3 ngày sau mình quên nha, cái công thức thứ 3 ngày là mình quên. Quên nhiêu? 50%. Tuần lễ quên 75%, 21 ngày quên 100%. Còn nhớ được có cái hình mà. Quên hết, mà quên rồi thôi, nó còn thêm gì. Xài, chỉ có đem vào bàn luận, rồi discuss, thảo luận, trao đổi với tạo ra cái gì. Mấy anh trẻ trẻ dưới ha, thấy không? Nhiều khi mình thấy cái này nó đâu có liên quan tới mình đâu, mình nghe nó cũng thuộc phòng marketing gì đó, không phải xã hội mà. Ở trong công việc mình mà nó không thay đổi thì mốt mình bị sản phẩm tự nhiên, chứ không ai cho bỏ ra nha, tự động mình bị sản phẩm. Tôi hỏi các bạn là mai mốt có hãng hàng không năm sau ra đời thì phải tự động nó sản phẩm khách hàng không? Bây giờ nó đi lên chuyện xe xe nó giống như đi taxi gì đó, đi taxi trên hàng không vậy đó, nhưng mốt cái ông có tiền ông mới sản phẩm chứ, ông đi cái hãng hàng không cao cấp hơn. Cái người mà có điều kiện thì nó không muốn đi chung với mọi người kia, nó ồn ào thì tự nhiên cái lao động nó sẽ lọc rồi cái phục vụ nó tắt ra. Rồi kết luận tất cả những gì bắt đầu tôi kết luận là một slide. Tôi nghĩ rằng văn hóa đang thay đổi theo cách con người hiện đại sống và làm việc, đang thay đổi theo cái cách mà chúng ta đang sống và làm việc. Vì vậy các công ty cũng nên thay đổi cái cách quản lý lãnh đạo để phù hợp với cách sống và làm việc của con người hiện tại. Mình hai vế nha, cái văn hóa nó hình thành đang thay đổi theo cái cách mà ta đang sống, đang làm việc, tức gọi là hành vi từ internet, từ công nghệ, từ trí thông minh nhân tạo, từ xã hội đang biến chuyển, nó hình thành một cái văn hóa mới trong chi tiêu, trong ẩm thực, trong lao động và trong cái cách mà ta tương tác với nhau, đúng không? Đó là văn hóa. Thì ngược lại, ở góc độ doanh nghiệp đó thì phải tiếp tục thay đổi trong phương thức làm việc, lao động để phù hợp sự thay đổi đó, để mới nắm bắt được cái con người hiện tại đó. Hay khi cạnh bên ngoài đang thay đổi để tạo ra một văn hóa mới, thì ngay tổ chức mình cũng phải thay đổi cách làm của mình, cách tư duy, cách lao động để mình phải đáp ứng bằng sản phẩm, bằng dịch vụ, bằng phục vụ để nó phù hợp với người bên ngoài đó. Thì hai bên gặp nhau thì tiếp tục doanh nghiệp đi lên, thì lúc đó nó gọi là phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Xã hội đang đi lên nhanh quá trời mà nó chạy Ferrari, mình đây mình kia mới đi ngoài sẽ chạy kịp. Đây là công kết luận. Những cái điều nó diễn biến trên nước Việt Nam là đang hiện hữu. Tôi kể cho bạn một cái chuyện nhỏ, một cái người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn biết là hoa yêu thương chấm cơm không? Chưa nghe hoa yêu thương chấm cơm. Tự nhiên là chỉ mắc hoa rồi, hoa mà. Rồi. Trong cái mùa 8 tháng 3
14 tháng 2 rồi sắp tới có 20 tháng 11 này. Họ hệ thống trên toàn quốc á, bây giờ thông tin lên website đặt tại đây này, tại Tân Phát đặt thử lắm thôi. Coi cái diễn biến gì diễn ra. Tôi mới nói là 4.0, họ chưa tới 4.0. Họ mới có 3.0 thôi, nhưng mà diễn biến sao nè. Ngay tại Tân Phát mà cái cửa hàng họ ở trong thành phố Hồ Chí Minh á. Nhưng mà có cái kịch bản nó diễn ra nè. Đơn hàng bạn vừa đặt được xác nhận confirm, nhắn tin nhắn lại qua cái SMS bằng liền hoặc cái email bằng liền, hoặc cách nào đó tương tác như này. Sau đó confirm đúng không? Rồi, nó báo cho bạn biết thanh khoản thanh toán xong rồi, xác nhận. Bây giờ nó cho bạn biết rằng là 40 phút nữa, 50 phút nữa bạn sẽ tiếp nhận được đơn hàng hoặc 1 tiếng đồng hồ. Ngay khi 1 tiếng đồng hồ rồi thì bạn thấy là bạn mở ra thì bạn theo dõi trên cái app mình thấy đơn hàng đang chạy tới đâu. Giống y như Grab mình đi vậy đó. 2 phút nữa tài xế tới, 4 phút nữa tài xế tới, xe đang chạy tới đâu. Cho nên mình không phải sốt ruột, mình không phải biết là ô nó có giao hàng tới không, nó có giao đúng không. 100% bó hoa lẵng hoa bạn nhận nó đúng như trong cái hình trên internet đó, không thiếu một bông hoa nào. Còn trước đây mình ra mua cái đó đi về không biết nó bớt lại 5 bông không, nó bớt lại 2 bông không. Cái niềm tin được xác lập dựa trên cái gì là phải thực tế kiểm tra. Còn cái công nghệ bây giờ là gì, nó xác lập dựa trên cái hình ảnh nó có thật và cái sản phẩm nó có thật. Và nó giao hàng tới đến nơi, nó theo dõi đi nhiều năm. 2 phút nữa tài xế tới, bạn sẽ nhận hàng. Như vậy thì từ trên vòng bạn đi bộ xuống ra cái cửa Tân Phát tiếp nhận hàng xong. Đó là bán hoa đó. Bạn thấy bán hoa là khó quản lý không? Không có khó đâu. Và tôi kể ai đón được coi ngày 14 tháng 2 nó bán trên toàn quốc được bao nhiêu cái bông. Một bông là đơn vị vậy nè, một cái đơn vị là một cái bông. Thử đón giùm tôi con số đi, bao nhiêu cái bông ai đón được có thưởng, phần thưởng 5 triệu tương đương. Mười bốn tháng hai hoặc lấy ngày 8 tháng 3 cũng được. 8 tháng 3 rồi 1 triệu không, 5 triệu không, nó 4.0 là vậy. Đó đó nãy giờ con số 100.000 bông, 200.000 bông, 300.000 bông gì đó, số lại đi. 5 triệu. Nhiêu? 5 triệu. 5 triệu bông luôn à? Nhiêu có mua hoa tặng bồ người yêu vợ gì không? 1 triệu. 2 triệu bông. 3 triệu bông luôn. Marketing. 2,5 triệu. Em trai ghê nhiêu? 10 triệu. Đặt cửa ngoài nhé. 4.0. Ok đó. Ok ha. Thực ra nãy giờ không ai nhận được món quà 5 triệu cả. Con số đó số chẳng mà bạn không nói được. 7 triệu bông vào ngày 8 tháng 3. Chốt sổ trước ngày 8 tháng 3. 7 triệu bông được đặt. Như vậy nó mới chuẩn bị cái nguồn hàng hóa, nguyên phụ liệu, phụ kiện, nguồn nhân lực để đáp ứng được cái việc đó. Còn ngày 14 tháng 2 hoặc ngày 8 tháng 3 mới đem bông về để bán, chờ người ta ra mua, đông đông thì chạy ra chợ mua thêm nữa, thì thiếu người thì bắt đầu tuyển thêm mấy thằng vô nữa hay là giao hàng rồi. Nó kết nối hết rồi. Trước đó là 7 triệu bông này thì bao nhiêu loại bông gì nó phân loại sẵn hết rồi. Nguồn bông nhập từ đâu thì nó kết nối nhà cung cấp rồi. Phụ liệu của nó có cái những gì. Rồi đơn vị giao bao nhiêu thì nó cả sắp xếp cho cái hệ thống logistics rồi. 7 triệu bông, nhớ nha, 7 triệu bông. Nói vậy cho bằng kinh khiếp cái sự thay đổi của xã hội này. À, ngay trên đất Việt Nam. Bằng ra một cái cửa hàng hoa nó bán được cái ngày 8 tháng 3 được nhiêu không? Hệ thống. Họ có 2 cửa hàng tại Hồ Chí Minh đó. Nói vậy cho hiểu. Và họ có hệ thống trên toàn quốc. Đó là đối tác liên kết. Hồi nãy tôi mới nói đó, không ai sống một mình. Họ có đối tác liên kết tại Hà Nội, tại tất cả các nơi hết, xuống Cà Mau cũng được. Nhưng mà theo chuẩn của họ vậy. Thế giới nó nhận hành mới gọi là công nghệ 4.0. Chứ mình gọi ngày hôm qua sao làm được việc đó. Ngày hôm qua tức là 2 năm trước thôi. 7 triệu bông đó các anh. Rồi. Người yêu là gần đúng nào.
7 triệu gì vậy? Đâu, tính hết được. Nếu mà sắp xếp theo cách bình thường thì không ổn đúng không? Sao mà sắp xếp thu xếp được 7 triệu không? Phục vụ cách nào? Logistics. Tại mình đặt hoa lên đầu đó mà. Nói mà làm cái kênh mà logistics xe tải giao nhận tổ chức nhân viên giao hàng rồi thu tiền rồi kiểm soát chi phí rồi không bị lấy tiền nữa. Nói đó cái đầu mình đúng không? 10 cái phòng cái toán mà không nổi. Đừng nói họ phòng cái toán 7 cái triệu bông đó, 10 phòng tổ chức cái toán ra mà nó nằm ở trên một cái đơn vị xử lý trung tâm. Cái đó mình phải đặt cái câu hỏi ra đó là cái gì ở dưới hệ thống back end là nền tảng sao. Mình hỏi mình là mình đâu phải đâu Facebook mình hỏi mình chỉ cần hỏi làm sao mình bán được bằng phương pháp gì mình bán được. Cái đó nó nằm trong cái phần mà nếu mình muốn bán hàng được một kênh trên Facebook á, mình tăng cái giá trị. Thì bắt đầu mình quay lại là làm thế nào để tiếp thị hàng hóa, sản phẩm lên trên hệ thống Digital Marketing. Digital Marketing thì lúc đó nó có bài bản đó. Cái đầu tiên thì có tên là làm như thế nào, rồi thị trường mục tiêu là như thế nào, rồi quảng cáo kênh là kênh gì, phối hợp là sao, rồi ra chiều multi channel nó đi, nó nhiều thứ cái đó. Thì đương nhiên là có phương pháp mới bán được chứ. Tôi muốn ai cũng làm thì tôi chia sẻ luôn rồi đó, chứ không có nói là có ra sẵn không nè. Rồi kinh doanh online free lên trên trang này nè, nó dạy bằng tất tần tật không thiếu quỷ gì trên đời luôn, khỏi tốn tiền, học tại nhà tính tối mọi nè. Kinh doanh online free lên trang đó đó, sợ cứu bộ cái bụng về nhà mà đọc mà nghiên cứu. Nói thiệt các bạn, mà đọc ngồi nghe chừng khoảng chừng cái tuần lễ là cái đầu nó vỡ ra, nó giống như là mình sáng rồi rồi bắt đầu biết cách làm như thế nào. Xong ha, kinh doanh online free tức là đưa cái sản phẩm công ty mình lên một cái nào để miễn phí, nó dạy cho mình cái hệ thống đàng hoàng bài bản. Tức là học không phải đến trường, bằng đến trường là rất tốt, nhưng còn dạng nữa là ở nhà tự học. Mình không học được nhà ra quán cà phê mình ngồi cũng vui giải trí vậy đúng không, cuối tuần á giống như ngày mai là ngày chủ nhật nè, anh chị ngồi đi chơi, con mình nó đi vô chơi, nó ngồi mình chơi, ngồi đây mình đeo cái telephone vô rồi ngồi học, vừa học mà vừa vui. Mình đưa con mình đi chơi nhưng mình vẫn học, mình vẫn thư giãn chứ đâu phải mình có áp lực gì đâu, đến lớp mình còn áp lực chứ. Đó là học mình đi nào tôi cũng học, lý do là cái phương pháp đó, cái cách học nó vậy đó. Bạn nói thử trên đời đó, tôi nói được là lý do gì, bởi vì tôi học thôi. Dù mình không có vô mình lập trình được, giống như cái anh này dỗ á, anh lập trình được, nhưng muốn như anh thì bao giờ mới được. Thì tôi biết thì tôi làm gì cho anh có tí vậy chứ, cái chuyện gì nhờ học đó là cái kênh à. Kinh doanh online free ha, đúng cái tên từ khóa này làm sẵn. YouTube đúng rồi, nó dạy trên YouTube. Thấy không? Câu thầy mình trên YouTube sẵn học đúng không? Lên trên đây. Cái trường đại học vĩ đại của nhân loại thế kỷ 21 này đó là gì? Internet. Ai phát biểu câu đó? Ông Bill Gates phát biểu, tôi coi phát biểu. Ông đó không phải là đại học Harvard đâu. Trường đại học vĩ đại của loài người trong thế kỷ này đó là Internet. Bill Gates ông sắc sắp tập được đó mà ông nói bạn lên Internet bạn thiếu cái thứ đúng mà không biết tìm ra được. Không thiếu thứ gì đó. Mấy đầu chỉ đại nó dạy được có cái phần nhỏ đó thôi mà, chứ nó không dạy hết. Thì nó thiếu gì đó. Bây giờ hỏi ai chưa biết nấu cơm lên nó dạy, ai chưa biết làm content lên nó dạy, ai chưa biết làm website lên nó dạy, ai chưa biết làm Facebook để tạo ra thương hiệu cá nhân nó dạy. Bạn hỏi từ khóa nào nó cũng có luôn. Ai chưa biết muốn học lái xe nó dạy trên Internet luôn, chứ đâu phải lái xe đến cái chỗ trung tâm lái xe. Tôi chưa một ngày nào học lái xe tại trung tâm cả, tôi chưa chia sẻ mà. Hôm nào mình tổ chức thi lái xe tân pháp thì tham gia. Để có anh chị có lái xe bao nhiêu năm?
nó chưa học ngày nào lấy xe thực tế, học con là tôi sẽ hướng dẫn một số cái việc để mà mình hành động. Rồi cho chào bắt đầu tay bắt đầu nè. Ông biết đâu là vừa vừa thôi. Biết là trong tương lai Tân Phát lại một là một công ty công nghệ đúng không? Đầu tiên đó là công ty thiết bị công nghệ đúng không? Thì dần dần nó lại chuyển dịch dần dần rồi. 5 năm sau, 10 năm sau lại là công ty công nghệ. Đâu biết được chuyện đâu đúng không? Cái mũi nhọn mình giờ đang là thiết bị, giờ mới tới công nghệ. Nhưng mà trong tương lai là công nghệ thiết bị. Nền tảng nó là dịch chuyển. Thay đổi nghề thêm can. Đầu tiên giờ mình bán dụng cụ trước đi đó. Thằng Kim mà bán kiếm 6 năm rồi mà tiếp tục tới 4 năm cái tiếp tục thay đổi. Để sau hôm nay mình còn đang kế tiếp này. Đúc kết lại bài mình là mình có 3 cái thay đổi lớn trong trong Việt Nam. 3 cái thay đổi này, 3 xu hướng gần nhất, nắm bắt nhanh nhất nha. Đó là thể hiện sức khỏe và sống tiện lợi. Như vậy cái xã hội nó bung lên là thị trường tiêu thụ. Khi xã hội nó vừa giàu, nó giống như Trung Quốc á. Trung Quốc 10 năm trước á, khi nó vừa giàu lên thì thị trường tiêu thụ nhảy không? Quần, áo, xe, cộ, những cái gì mà nó thể hiện ra bên ngoài. Rồi sự tiện lợi. Thì cái giai đoạn ba cái này là cái dễ nó bắt nhất, gần nhất. Sao mình thấy nhất nhanh nhất. Ra ngoài thấy show off những cái hình ảnh trên Facebook, Instagram. Bạn muốn biết cái thế giới này thế nào, vô Instagram bạn sẽ hiểu. Instagram là cái cộng đồng chuyên để khoe cuộc sống xa xỉ, cuộc sống giàu có, tình buồn, sức khỏe và sống xanh. Rồi một cái xu hướng đó là tiện lợi, đó là ba cái xu hướng nổi bật ha. Như vậy thì nước cờ của doanh nghiệp, nước cờ của chúng ta thì người ta nghĩ về thời cơ như là một thời điểm màu nhiệm nào đó. Đó là người ta hay nói là thời cơ, thiên cơ trong nhân cơ, rồi trong doanh nghiệp. Người góc nhìn khác thì tôi cho rằng đó là cái thời điểm ta ra cái quyết định gì đó mang tính quyết đoán làm cho mình, thì đó chính là mình nắm thời cơ. Tức là cái thời khác đó bạn ra cái quyết định thay đổi phát triển, thì đó chính là mình nắm được cái thời cơ. Thời cơ là vậy, thấy mà không dám làm thì không đụng chạm tới nó, mà thấy mà dám làm thì tự nhiên mình nắm được thời cơ là vậy. Nước cờ như vậy thì bắt đầu gì, mọi thứ từ hôm nay cho đi mình khảo sát lại, làm bộ phận nào cũng vậy, phải hướng tới người tiêu dùng. Như vậy là customer ta là tất cả cái mình đang có từ khách hàng mà ra. Vậy khách hàng nó dịch chuyển, mình phải dịch chuyển. Dịch chuyển service, dịch chuyển sản phẩm, dịch chuyển quản trị, dịch chuyển đủ thứ để đáp ứng khách hàng. Mà mình có hai loại khách hàng, mình khách hàng tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp. Ở trong ngay đồng hành của chúng ta đi thì mình hướng tới khách hàng. Xem ông đó, chị đó ngày hôm qua, hôm nay còn vậy không? Hành vi mua sắm, rồi họ kết nối với nhiều cái mạng xã hội này, vị trí xã hội họ thay đổi, công việc họ thay đổi, gia đình họ thay đổi, thì họ thay đổi. Thì mình kết nối với họ, tức là mình tìm hiểu họ liên tục cập nhật. Thế mình hành vi mình cũng thay đổi theo bằng cách mình lập mục tiêu mới, mình lập những quyết định mới. Bắt đầu từ khách hàng như vậy. Ở đây thế giới nó thay đổi nè, ở đây là thị trường quốc tế nè. Tôi về tôi sẽ xem cái file này vô PDF, tôi gửi cho lãnh đạo các anh chị. Sau khi xong đó, tôi gửi đây chỉ có số liệu đi thôi ha. Ok ha, giờ mình coi để mình thấy cái thị trường tiêu dùng nè, nó khủng khiếp. Nó phát 2020 là 310 tỷ đô la, là 2020 thị trường lớn, mặc sức mà bán hàng. Như vậy là khách hàng muốn gì? Bây giờ mình giải nè. Đây là những cái câu hỏi đặt ra nè. Khách hàng muốn giá thấp hay muốn chất lượng? Hay cả hai cùng lúc? Bây giờ họ muốn giá thấp mà cũng muốn chất lượng nữa thì mình có làm được việc đó không? Vậy thì mình giải pháp.
Nếu mà mình không cạnh tranh bằng giá, bằng chất lượng thì mình chỉ có thể cạnh tranh bằng giải pháp thôi. Mà cái giải pháp là cái USP của mình. Còn có những doanh nghiệp thì giá thấp là USP của họ. Còn có những doanh nghiệp chất lượng chính là USP của họ. Chiếc Rolls Royce thử là phải chất lượng không? Tôi từng ngồi trong một chiếc xe mà của đi về cùng với anh bạn đi từ Phan Thiết về. Là chiếc S500 mà dòng máy bách á, đội đó. Đang về cái tư hàng xanh á, có chiếc taxi ở trước ông dừng lại đột ngột, tài xế hút răng vô chiếc taxi. Rồi xuống cái nguyên cái đích của chiếc taxi nó móp vô trong. Tôi nhìn thấy chiếc xe ổng là rất con ốc chứ. Rất con ốc, mà không biết con ốc nó từ đâu ra nữa, mà nó rớt xuống hơi. Tôi thấy sơn nó không cày nữa. Điểm là điểm, tức là nó cứng cái vàng trước nó cứng đến mức độ mà chiếc xe taxi nó móp vô luôn mà chiếc xe nó không xin về. Thì đó chính là ngành xe điện chất lượng. Chắc ở hàng 500, S500 chắc chắn là thép của nó là phải thép xịn, tôi không có biết được cái đó là như thế nào. Tôi ngồi trong tôi cảm nhận đúng cái năm vậy. Xuống thấy con ốc dần rồi. Rồi chiếc taxi được móp vô cái đất vô. Nó lấy chất lượng ra thì nó mới là điểm. Ok. Vậy mình lấy giải pháp hay mình sẽ làm cái dịch vụ cộng thêm bánh mì kẹp thịt à, dịch vụ cộng thêm kẹp đạn ha hay là mình dùng thương hiệu của mình uy tín để mình cạnh tranh. Có những doanh nghiệp là tạo ra uy tín bằng thương hiệu, sao nó cạnh tranh bằng thương hiệu chứ đâu bán cà phê chứ, mà mình đi chửi sao nó là cà phê, nó không phải cà phê, nó là nước đường có mùi cà phê thì không đúng, nó đâu có bán cà phê. Bởi nó bán thương hiệu Starbucks nó 85.000, còn Highland bán cà phê 29.000, Trung Nguyên bán cà phê thật sự chỉ có được 45-50.000 thôi. Như thì bán thương hiệu. Vậy đây là bốn cái nền tảng: giá thấp, chất lượng hay, tư vấn, giải pháp hay gì được nhỉ? Vậy không ơi, còn cái gì nữa thì mình tự tìm ra, thì tôi gợi ý. Vậy mình để cái phòng mình, cái công ty mình tiếp tục dẫn đầu, tiếp tục là top 3, top 5, top 10 gì mình phải dùng những cái nào trong đây để mình làm lợi thế cạnh tranh, mình tồn tại vậy thôi, mình giải được chứ mình không có mình sao mình phát triển. Mà đang có phải sở hữu nó và tiếp tục sở hữu nó chứ hôm nay mình có được cái giá trị cộng thêm, ngày mai kia nó làm được cái này thì mình mất, đúng không? Hôm nay mình tư vấn giải pháp được, cái doanh nghiệp kia nó cũng tư vấn được giải pháp, thì tự nhiên mình triệt tiêu, mình mất cái đó rồi, mình mất cái lợi thế cạnh tranh. Chính cái mà mình đang có ngày hôm qua mình tiếp tục mình có được cái đó và mình ra được cái sản phẩm mới hơn nữa. Vậy là quá trình đó là một quá trình liên tục sáng tạo đổi mới. Cái bài post của mình, cái bài viết của mình, cái website của mình, cái Facebook của mình, cái kênh truyền thông của mình, nó phải luôn cập nhật, luôn sáng tạo. Đó là vấn đề truyền thông bên ngoài. Còn đối với đối tượng khách hàng của mình nhận được cái liên tục đổi mới cập nhật. Ví dụ mình bán cho A, B, C rồi nhưng mình không cập nhật à doanh nghiệp chúng tôi có cái công nghệ mới nào, có những cái nghiên cứu mới là vậy, mình đưa họ bằng mô hình của thông tin, mô hình của bằng những cái clip, những cái quay kỹ thuật, những cái dây chuyền, những cái gì mình đã làm được nghiên cứu mình gửi hết cho những ông doanh nghiệp mình đã làm, nên mình tiếp thị á, ông chưa có mua nhưng cái bộ phận kỹ thuật bên đó, kỹ sư bên đó, bộ phận mua hàng bên đó phải biết là Tân Phát đang có sở hữu những cái thứ mà đang tốt đấy. Năm sau order hàng thì ông luôn luôn nghĩ mình là a à, này nó luôn luôn phát triển, luôn luôn có kỹ thuật công nghệ cao. Chứ không có thằng khác nó chạy lên nó chào, ê Tân Phát đang bán này không, tôi có cái hay hơn Tân Phát nè. Tuy nhiên mình là hậu rồi, thì nó đang mặc định mình đang có cái này thôi. Chứ đâu biết trong kho nhà mình đang có đội kỹ sư, đội kỹ thuật đang nghiên cứu là đủ thứ đúng không? Vậy cái việc mình phải đem cái đó cho khách hàng. Nó gọi là tiếp thị chủ động để ngày mai mới có được hàng. Vậy thôi, tôi cuộc đời nó dễ vậy đó. Tôi làm việc với mọi người bên mạng vậy à. Rồi, vậy nhu cầu khách hàng lớn khác, khách hàng nhỏ khác, xác định cái xu hướng thay đổi của thị trường để chi? Để ra hành động. Xu hướng, tôi nói là ai nắm chuyện trên mạng thôi là đã ra được xu hướng. Hồi nãy còn hát cái bài đó, đổ khung, đổ bằng đã nghe bài không? Hay chứ. Hà Nội này hay lắm, nó chế là chế xuất sắc. Nói là bình luận về vừa rồi, nhưng mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc á, nó cho cái ông Tào Tháo xuất hiện lên làm clip là comment không á, tôi thấy nó qua trời view, qua trời like luôn, mấy lúc đang theo thị trường, đó là xuống. Như vậy khách hàng chỉ muốn hợp tác với những công ty chia sẻ cho gì,
nền kinh tế chia sẻ là gì? Là chia sẻ cái giá trị cùng, cùng chia sẻ, cùng hưởng lợi, chứ không phải một mình mình làm hết từ A đến Z. Rồi mình làm từ A đến Z xong nguồn lực đâu mà làm? Mình chia sẻ, và cái khúc nào mình tốt thì mình làm đó, còn khúc mình làm không tốt thì chuyện cái đó gọi là chuyển rủi ro. Hay chưa đó? Chuyển rủi ro là gì? Là mình không làm hết, mình làm gì trong cái khoảng mình tốt nhất, còn phần còn lại mình chuyển đi. Vậy công ty nó làm tốt cái mà mình làm rủi ro với mình, nhưng là cơ hội của nó. Nhưng mà đối với nó là cái đó nó làm tốt mà mình lại làm tốt. Vậy mình coi thực tế trong nguồn lực đội ngũ con người, khâu nào là khâu chúng ta làm tốt nhất, rồi đánh bật cái đó lên cho khách hàng biết, mới gọi là tạo ra điểm nổi bật. Chứ làm gì chúng ta có thể làm hết được tất cả mọi thứ trong một cái chuỗi, cái chuỗi khép kín được. Mình làm tốt gì mình tiếp tục phát huy được, giống như năng lực của mình vậy. Mình có thể vừa đánh máy, vừa photocopy, vừa đi làm báo cáo, vừa có thể, nhưng mà cái gì bạn làm tốt nhất thì cái đó mới là sở trường, đó mới chính là thành công của bạn. Doanh nghiệp nó giống nhau, đúng không? Cái điểm đó thì bạn về suy nghĩ thêm ha. Tiếp tục, như vậy thì đối với một cá nhân để không bị sàng lọc khỏi máy tính á, khỏi trí thông minh nhân tạo hoặc robot nó làm á, những cái việc đơn giản làm đi làm lại, ít sáng tạo, rồi mất bẩn, mất vệ sinh nguy hiểm thì nó thay bằng robot. Vậy con người mình ngồi đây nè, bị robot lấy việc hết rồi, thì mình phải giỏi, mình phải xuất sắc. Mà giỏi xuất sắc có nghĩa là gì? Bạn phải sáng tạo trong công việc, bạn phải có cảm xúc. Tôi lên trên tàu, tôi đi uống ly cà phê, một ly hay mấy ly cà phê nữa giờ, bất cứ gì luôn, nó có cái menu để bàn vậy nè, bấm kẹt cái rồi chọn xong rồi đòi đến vô trong, cái robot đưa ra đưa ly cà phê. Robot xuất trên tàu á, nó không có người phục vụ, nó không có giận hờn, nghĩ phép, buồn phiền, hôm nay em bệnh, ngày mai em đau, robot, nhưng nó thiếu cái là thiếu cảm xúc thôi. Con người nó có cảm xúc, robot không có cảm xúc đúng không? Nó cứ đưa vậy nó đang phục vụ mình không? Rồi xong. Còn trả tiền cách nào vậy? Tại có cái thẻ rồi. Ấn cái thẻ. Giờ nó tích giờ nó cuối cuối lúc mình check out không? Mình trả tiền hết. Nhưng bây giờ bạn phải giỏi hơn. Con người nè, bị lấy mấy cái công việc thô sơ làm rồi thì bạn phải giỏi, bạn phải xuất sắc hơn để bạn sáng tạo. Bạn có cảm xúc được. Cho nên tôi thấy là làm content là gì? Là con người mới làm content. Còn máy tính nó có thể làm ra content hay đến mức độ nào đó. Như nó suy nghĩ được, nhưng cái cảm xúc nằm ở con người. Tư duy thì máy móc, nhưng mà suy cảm xúc là người. Tư duy là IQ, còn cảm xúc là EQ. Hãy nhớ chỗ đó. Hai điểm khác nhau nha. Thông minh của một cái máy tính nó cao hơn thông minh của một con người khi nó đánh cờ qua mặt được con người. Nhớ, con người đánh cờ không bằng máy tính đánh. Nhưng con người nó có cái cảm xúc thì cái phần đó máy tính không có. Đó. Tiếp. Đến đây thì qua 4.0 tôi quay trở lại bài học của chúng ta là bây giờ marketing tiếp thị làm cái gì đây? 1.0, 2.0, 3.0. Cái từng giai đoạn thì nó tiếp thị, nó là lấy cái nền tảng gì để làm tiếp thị? Đây là nền tảng. Cái giai đoạn mà marketing 1.0 á, là tiếp thị tập trung vào sản phẩm là trọng tâm. Còn giai đoạn 2.0 là tập trung vào người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm trọng tâm. Còn tiếp thị 3.0 là tập trung vào giá trị làm trọng tâm. Đó. Đầu tiên là sản phẩm, thứ hai là tới lấy gì khách hàng, bây giờ tới lấy giá trị rồi. Trọng tâm. Đó là 3.0. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư. Còn tiếp thị marketing thì là 3.0 các bạn, nó hạ xuống chấm. Khoa học đi trước, marketing là 3.0. Vậy mục tiêu là đã ra ha. Như vậy là tập trung vào sản phẩm thì mục tiêu của mình là bán sản phẩm. Có những doanh nghiệp họ mới đạt được cái này thôi nè, đúng ngay cái này luôn, phải không? Họ có cái sản phẩm, họ đem ra ngoài, mục tiêu họ là cố bán được cái sản phẩm đó. Họ trưng bày để ngoài chợ, họ phóng lo, họ quảng cáo, họ làm thứ thì họ đang làm 1.0. Và cái lực thúc đẩy trong giai đoạn đó là cách mạng công nghiệp để sản xuất ra đại trà, sản xuất rẻ, sản xuất nhiều sản phẩm cùng lúc. Còn cách nhìn nhận của thị trường, của công ty, khách hàng, đại chúng với nhu cầu tự nhiên, đói thì tìm đến đồ ăn, ấm, cần mặc thì có cái áo, chạy ra tìm cái áo giá rẻ phù hợp. Thì đó là cách nhìn nhận của thị trường, là khách hàng, đại chúng với nhu cầu tự nhiên.
khái niệm trong tiếp thị đó là mình phát triển sản phẩm. Hôm nay có sản phẩm A, ngày mai có sản phẩm B, cho nên một công ty có thể sản xuất hàng rất nhiều sản phẩm khác nhau, rất nhiều SKU để đáp ứng yêu cầu tự nhiên của xã hội đó. Đó là gọi là cái khái niệm tiếp thị. Nhưng mà nguyên tắc tiếp thị thì đặc điểm của sản phẩm đưa lên nổi bật, chống nắng, kem chống nắng, kem trị mụn, kem trị nám, đó là cái đặc tính sản phẩm điều nổi bật lên. Cái cần cẩu đó làm cái gì đưa nó lên, cái đặc tính của sản phẩm phải điều ra một cách nổi bật nhất, thì cái đó là giai đoạn của tiếp thị 1.0. yếu tố cấu thành giá trị là theo tính năng của nó, lý tính cái phần này là tính năng của nó. Điện thoại là để nghe bắt sóng tốt, gọi tốt, đó là tính năng rõ ràng không? Tương tác với người dùng thì mối quan hệ một chiều, mình quảng cáo đi ngang cái billboard ngoài đường ra quảng cáo, tôi thấy mấy cái ông nào trên suốt trên đường này Sơn Info nhiêu đó bóc quảng cáo, nó là một chiều, mối quan hệ một chiều theo tính năng. Sơn nó để làm gì? Sơn chống thấm, Sơn gì nữa đó, có phải là theo tính năng không? Sơn chống thấm, Sơn chống nhiệt, mối quan hệ một chiều, mình quảng cáo người tiêu dùng nhận sao mua mua thôi, đâu có đo lường, không đo lường, không đánh giá, không có cái cách nào để tương tác được. Đó là 1.0 đó các bạn. Mà bây giờ mình còn làm theo phương thức này, tức là mình còn tốt ở đây. Cứ mình làm gì mình quăng ra là thị trường ai đón nhận được, đón nhận bao nhiêu, mình không đo lường, mình không có giao tiếp tương tác họ là mình đang 1.0. Rồi mình giao 1 và 2 ha. Ok, cái 2 tiếp tục. Cái lực mục tiêu là thỏa mãn và duy trì mối quan hệ với người tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu của họ xong rồi duy trì. Cho nên nó sinh ra cái loại là gì? Các chương trình tiếp thị bằng cách là gì? Thẻ tích điểm, CRM, Customer Relationship Management, bắt đầu có công nghệ vô, có tích điểm, có vật lý, giống như Việt Nam Airlines đang làm nhé, là 2.0, mới 2.0 thôi. Quản lý duy trì, tích điểm, thẻ silver, thẻ bạc, thẻ gold, thẻ black, như gì đó, bắt đầu ép thêm vài cái giá trị gia tăng vô. Mới 2.0 là nằm lực thúc đẩy, ở đây là cách mạng công nghệ thông tin, còn đây là cách mạng công nghiệp nha, máy móc nha, còn đây là công nghệ thông tin. Chúng ta phải làm tảng nè, lực. Cách mà người ta tiếp nhận thị trường thì khách hàng thông minh với khối óc trái tim bắt đầu có phán đoán, có biết là bây giờ có nhiều sản phẩm rồi, nhiều đối thủ chơi rồi, bắt đầu với khối óc trái tim mình biết nhận định được cái nào tốt, cái nào chưa là tốt để mua. Trong tiếp thị thì tạo sự khác biệt, còn ở đây là gì? Phát triển sản phẩm, còn đây là phát triển sự khác biệt của nó đó. Dầu gội trước đây cũng là dầu gội, bây giờ có gì? Dầu gội nè, hương hoa anh đào không, dầu gội gì nữa, chống gãy rụng, rồi hương hoa anh đào, Omo trắng sáng, thai trắng sáng, Omo sao khác biệt của nó là gì? Thoải mái rồi vui chơi đi con, không sợ bẩn, cái là khác biệt đó. Đến ba bước bẩn mà cái là con chơi thoải mái đi, đa banh đa cầu đa diện đó, đó là khác biệt, nó tạo ra gì đó, tức là con người cứ chơi thoải mái đi con, không lo việc còn lại đi mai lo hết, bởi vì có ô môn rồi không phải lo gì hết. Nó tìm đến sự khác biệt để nó truyền thông tiếp thị, cho nên nó mới dẫn đầu được, ô môn mới dẫn đầu được, nếu không thay nó nhảy lên là nó chiếm lĩnh rồi. Nguyên tắc trong tiếp thị, hằng ngày là đặc điểm sản phẩm, còn ngày phải dùng định vị thương hiệu, sản phẩm và công ty. Định vị là tìm ra cho mình một vị trí nổi bật so với đối thủ, để khách hàng mục tiêu nó nhận thấy mình khác biệt trong nhóm đối thủ, vậy thôi là định vị. Beer Tiger thì là sức mạnh của thể thao, đàn ông bản lĩnh. Heineken thể gì? Chỉ có thể là Heineken sang trọng tinh tế. Sapporo nắm bắt liên quan, đi Sài Gòn là gì? Chất men của sự thành công. Cái đó rất là định vị, chất men sự thành công. Sapporo nắm bắt liên quan, cho nên mỗi thằng tìm ra thông điệp khác biệt mà khách hàng tiêu dùng như nó thấy mình trong đó. Bóc cái đó một. Ông nào muốn mà mạnh mẽ cá tính uống Tiger, sang trọng tinh tế uống Heineken. Muốn nắm bắt liên quan ngày đó được thành công, được mọi người công nhận thì uống Sapporo. Còn người nào muốn cổ điển, chất men của những người thành công thì uống đi Sài Gòn. Hà Nội Bia chưa có câu định vị nào. Toàn bộ cái công ty Hà Nội Bia không có cái thông điệp định vị nào. 2.0 chưa được, đừng nói 3.0.
thì đó mới là đạo hậu. Đó không lạ chưa? Cho nên cái thiết bị này nó tìm ra cái định vị, định vị tìm cho mình một chỗ đứng.